Sự tánh cha văn thâm a vi thâm mà chẳng a cô cha văn tô cha tu sách cha đàn đăng bập bô này dê bà đi xa và mặt trời. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dạ ngài rời trơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành tới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin kính thỉnh sư pháp thanh cho chúng con buổi pháp ngày hôm nay ạ. Con xin dâng mic đến ngài để ngài thử mic, rồi sau đó con sẽ đọc phần chánh kinh ngày hôm nay ạ. Con kính chúc toàn thể đạo tràng một buổi học pháp được an vui tấn hóa. Dạ con xin kính dâng mic đến thượng tọa pháp thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Ta chào tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học tiếp và trong Tương Ưng Bộ Kinh phần tước phẩm thứ hai và cái bài thứ sáu là người con gái. Cảm ơn cô Như Quang bóp bài và mời cô Pháp Nguồn Lào Cai Quang Hỷ đọc phần chánh kinh, và sau đó sư sẽ giảng giải giải thích rộng hơn về cái ý nghĩa của câu thứ sáu này. Chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ sao thứ ạ, con xin phép được đọc phần chánh kinh ngày hôm nay ạ. Phẩm thứ hai, bài sáu, người con gái. Một, nhân duyên ở Savatthi. Hai, rồi vua Bá Xê Na Đí nước Kosala đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi một người đi đến vua Bá Xê Na Đí nước Kosala và báo tin về bên tai vua Bá Xê Na Đí nước Kosala: Thưa đại vương, hoàng hậu Malika đã sinh hạ được một người con gái. Khi được nói vậy, vua Bá Xê Na Đí nước Kosala không được hoan hỷ. Rồi Thế Tôn sau khi biết vua Bá Xê Na Đí nước Kosala không được hoan hỷ, ngay lúc ấy nói lên bài kệ: Này nhân chủ đời, có một số thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn so sánh với con trai, có trí tuệ giới đức khiến nhạc mẫu thán phục, rồi sinh được con trai là anh hùng quốc chủ. Người con trai như vậy của người vợ hiền đức thật xứng là đạo sư giáo giới cho toàn quốc. Dạ, phần chánh kinh đã chấm dứt, con xin được dâng mic lên ngài để ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin dâng mic lên ngài. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài. Cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai đã đọc phần chánh kinh. Bây giờ đến thời giảng giải chia sẻ Phật Pháp. Trước khi vào thời giảng giải thì xin cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ.
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đến vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược, năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm sanh điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể sang an, chúc tất cả quý tu nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà. Thì ở đây á, cái nguyên nhân này là do vua Bát Sa Na Đi Bà Tư Nặc đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và muốn trò chuyện, nhưng mà cái người hầu đã đi đến để báo tin cho nhà vua hay là hoàng hậu Malika đã hạ sinh, nhưng mà hạ sinh người con gái. Cái sắc mặt của vua Bát Sa Na Đi không có được quan hỷ. Tại vì sao? Tại vì nhà vua đó là mong muốn có được người con trai để kế vị cái ngai vàng của thành nước Cồ Xà Lá. Nhưng mà hoàng hậu lại hạ sanh là người con gái. Cho nên biết được cái tâm ý của vua. Cho nên Đức Thế Tôn đã nói lên cái câu kệ ngôn này. Tại vì quý vị biết rằng cái thời xa xưa đó thì vấn đề là sanh con trai là quan trọng ha. Do người con trai sẽ kế nghiệp của cha mẹ, giữ gìn cái tài sản, cái dòng tộc. Cho nên là thường thường là hồi đó là người ta mong muốn có con trai. Chính vì vậy đó, Đức Phật mới nói lên đó, cái người thiếu nữ đó, cái người phụ nữ, nếu mà cái người đó mà có cái trí tuệ, có cái đức hạnh đó, thì cũng làm cho nhiều người được thán phục cái người đó. Rồi nếu mà cái người phụ nữ này đó mà sanh ra là những cái người mà có khả năng, có trí tuệ, có thể là những cái người mà vị tướng mà giỏi giang để gìn giữ đất nước, hay là hoặc là những cái người mà nối ngôi quốc chủ, là những cái vị vua nối ngôi để gìn giữ cái đất nước, hay là những cái vị mà hiền thiện ha, những cái vị hiền thiện là để làm lợi ích cho đất nước, cho toàn dân, thì cái điều đó cũng rất là quý nha. Đó là cái ý nghĩa của cái câu Phật ngôn này. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái truyền thống ở phương Đông của chúng ta đó, ở Ấn Độ cũng vậy, mà ở Trung Quốc cũng vậy, đa phần là thường thường là coi như là đặt nặng về vấn đề mà sinh con trai. Quý vị thấy rằng bây giờ là ngay cả hiện tại bây giờ cũng vậy. Rồi
nhờ có cái kỹ thuật, có cái kỹ thuật bây giờ người ta có thể người ta siêu âm, siêu âm người ta biết trước là con trai hay là con gái, cho nên là cái khoa học kỹ thuật ngày nay nó áp dụng vô những cái phương pháp để sanh con trai nhiều hơn. Thành ra bây giờ đang báo động cái vấn nạn mà con trai thì nhiều, nhưng mà những cái bào thai sanh là bé gái thì nó ít hơn. Cho nên là khoảng vài chục năm nữa thì cái tình trạng là nam thì nhiều mà nữ thì ít, là nó sẽ gây ra cái xáo trộn tổn hại cho cái đời sống ở trong xã hội này nữa. Thì chính vì cái vấn đề mà gọi là trọng nam khinh nữ, quý vị nói là nghe cái câu tục ngữ hồi xưa đó, nhất nam thì giết hữu mà thập nữ thì giết vô, tức là dầu cho một người con trai thôi là cũng quý cũng như là có, còn mà sanh ra mà 10 đứa con gái thì cũng như không. Tại sao? Tại vì khi mà tới tuổi dựng vợ gả chồng rồi đó thì những cái người nữ sẽ theo chồng đi về bên nhà người ta ở, phục vụ sự cho gia đình bên chồng, chứ không có ở bên cái gia đình bên bên mình nữa. Cho nên là dù cho sinh ra một đứa con trai cũng kể như là có, còn sinh ra 10 người con gái thì cũng như không, là cái ý nghĩa nó vậy á. Nhưng mà đó, chúng ta thấy rằng á, cái tư tưởng đó nó không có đúng. Có những cái người, có những người con gái nhưng mà có trí tuệ thì sẽ làm lợi ích cho gia đình. Thì ở đây cái trường hợp của bà Wisakha thì khi mà bà được gả về cái gia đình bên chồng á, thì bên chồng của bà đó là cái theo cái giáo phái gọi là lõa thể đó. Cho nên là một lần á, sau khi mà bà được gả về bên chồng rồi đó, bữa đó ông cha chồng á, ông mới nói là ngày mai á chuẩn bị làm lễ chay tăng cúng dường đến các bậc A La Hán. Thì bà ta rất là hoan hỷ, tại vì khi mà nghe nói mà cúng dường đến bậc A La Hán thì bà nghĩ là những cái vị thánh nhân ở trong Phật giáo không à. Tại bà là cái người mà đã đắc tu là quần lúc mới có 7 tuổi mà, cho nên khi mà nghe ông cha chồng nói vậy đó, bà ta rất là hoan hỷ, lo sắp xếp công việc, đốc xuất những cái người tôi tớ làm để chuẩn bị các cái vật thực để ngày mai cúng dường đến chư thánh tăng A La Hán. Nhưng mà đó, đến ngày mai, đến sáng hôm sau thì khi mà các cái vị đạo sĩ lõa thể đó, đi đến nhà thì cha chồng của bà mới kêu bà ra để mà đảnh lễ các cái vị đạo sĩ lõa thể. Thì khi mà bà vừa bước ra, bà thấy các cái vị đạo sĩ lõa thể này đó, thì bà chạy vô, trở vô liền, bà không có đảnh lễ. Thì ông cha chồng ổng lấy làm xấu hổ trước các cái vị đạo sĩ lõa thể này đó. Cho nên là sau khi mà những cái vị này được cúng dường xong đi về đó, thì ông cha chồng bắt lỗi, ông bắt lỗi bà ta sao mà vô phép trước các bậc A Lán mà không có chịu đảnh lễ.
thì bà mới nhất quyết là không có, không có chấp nhận các cái vị đó là a la hán. Cho nên là người cha chồng mới mời cái vị mà trưởng tộc đến á, đến nhà để mà nói lên cái vấn đề mà bà ta thất kính, là không có tôn trọng các cái bậc a la hán, các cái vị đạo sĩ lõ thể, và sẽ trả bà ta về, trả bà ta về bên gia đình. Nhưng mà nhờ cái biện luận, cái trí tuệ của bà ta đó, bà ta hỏi là bà ta phạm những cái tội lỗi gì mà bây giờ trả về bên gia đình. Thì quý vị biết rằng một cái người phụ nữ mà khi theo chồng rồi đó, mà nếu mà bị bên gia đình, bên chồng mà trả lại gia đình đó, thì bị dòng tộc rồi người khác người ta chê cười ha. Cho nên là bà ta đã dùng cái trí tuệ và cái tài biện luận của mình trước gia đình bên chồng và những cái người mà trưởng tộc của dòng họ bên chồng á, thì cuối cùng á là những cái lập luận, những cái biện bạch của bà ta là hoàn toàn đúng, đúng chân lý. Cho nên là cuối cùng là cái vị trưởng tộc và gia đình bên chồng phải chấp nhận là bà ta không có lỗi gì hết. Thì sau khi mà bà ta đã được chấp nhận thì bà ta mới xin với ông cha chồng là ngày mai á bà ta sẽ thỉnh Đức Phật và các vị thánh A La Hán đến để mà làm hước cúng dường. Thì ông cha chồng hồi đó giờ là ổng theo cái bên cái phái đạo sĩ lõ thể, mà ổng cũng chưa biết, nghe nói Đức Phật và chư tăng vậy thôi chứ cũng chưa biết. Thì ông ta cũng lấy làm lạ và thắc mắc, cũng muốn diện kiến được cái tôn nhang của Đức Thế Tôn. Cho nên ông ta chấp nhận. Thì khi mà ông cha chồng mà đã đồng ý chấp nhận thì bà ta rất là hoan hỷ, bà ta đi đến tịnh xá rồi thỉnh Đức Phật và các vị thánh tăng A La Hán ngày mai sẽ đến nhà bà để bà cúng dường vật thực. Thì cũng do cái nhân duyên đó, cũng do cái nhân duyên của ông cha chồng nó đến, cho nên là hôm đó thì Đức Thế Tôn đã đến rồi nhận sự cúng dường vật thực của gia đình bên chồng của bà Quy Sa Kha. Sau đó thì Đức Thế Tôn đã thuyết pháp và đã an trú cho ông cha chồng vào cái sơ đạo sơ quả. Thì kể từ đó đó, ông ta rất là quý mến và kính trọng cái người con dâu của mình là bà Quy Sa Kha. Nhờ có cái trí tuệ, nhờ có cái hiểu biết mà bà ta đã dẫn dắt ông ta vào cái thánh hữu học. Cho nên là ông ta đã rất là kính trọng và quý mến. Từ đó thì bà ta đã lần hồi dẫn dắt tế độ gia đình bên chồng đi đúng theo cái con đường chánh pháp, và đã cúng dường đến Đức Phật và chư thánh tăng, cũng như cúng dường đến toàn thể chư tăng. Thì quý vị biết rằng trong cái thời kỳ đó đó, bà Quy Sa Kha là một cái vị đại tín nữ, một cái người hộ trì tam bảo rất là tốt đẹp. Rồi bà đã nhiều lần cúng dường, xây dựng cái chùa Đông Phương Tự để cúng dường đến Đức Phật và chư tăng. Rồi trong nhiều cái
cái tích như là sắp tới đây đó, là cái lễ mà dân y tắm mưa đến chư tăng đó, thì cũng bắt nguồn từ cái trí tuệ của bà Visakha, khởi nguồn là cái người mà đại tín nữ đầu tiên dân y tắm mưa đến cho chư tỳ kheo tăng cũng như bên tỳ kheo ni. Rồi cái lễ mà dân y ca thí ná thì cũng là bà Visakha là cái người đại tín nữ, là cái thí chủ đầu tiên để tổ chức cái cuộc lễ dân y ca thí ná đến chư tăng. Thành ra quý vị thấy rằng đó, cái người phụ nữ nếu mà có cái trí tuệ, có cái tâm mà chân chánh, đi trên cái con đường chân chánh, có đôi lúc nó rất là quý trọng, chứ không phải là chỉ có người nam không. Thì bên cận sự nam đó, thì cũng có là ông Cấp Cô Độc, nhưng mà bên bên nữ thì có bà Visakha đó. Rồi sau này thì cũng ở bên hội chúng tỳ kheo ni cũng xuất hiện những cái vị tỳ kheo ni cũng rất là giỏi giang. Thì cái trường hợp mà cái bên tỳ kheo ni đó mà được Đức Phật ban tặng về cái tài mà thuyết pháp là tỳ kheo ni Khê Ma. Thì tỳ kheo ni Khê Ma này đó xuất thân là một cái người con gái của một cái ông bá hộ. Thì một bữa đó là bà ta đang đứng ở trên lầu á, nhìn xuống nghe cái ở ngoài đường á, nó những có những cái tiếng ồn rần rần đó. Bà ta mới thắc mắc đi lên trên lầu nhìn qua, thì thấy ở dưới đường đó là quan quân đang dẫn một cái tên trộm. Tên trộm này đã phạm tội, cho nên bây giờ đó là dẫn cái tên trộm này để đi thi hành án, tức là dẫn cho tên trộm này đi đến cái vực sâu, rồi xô tên trộm này xuống dưới đó, thì gọi là cái vực sâu của những tên trộm ấy. Nhưng mà cái nhân duyên giữa cái cô tiểu thơ này với cái tên trộm này, thì khi mà cô tiểu thơ nhìn thấy tên trộm á, thì cái tâm luyến ái nó sanh khởi do cái nhân duyên từ quá khứ bây giờ cái tâm luyến ái nó sanh khởi lên. Cho nên là cô này mới chạy vô trong nhà khóc lóc kêu cha mình là bằng mọi giá đó, phải làm sao cứu tên trộm này để đem về là làm chồng cô ta, vì thương con, vì thương con có được có một đứa con gái mà thương quý dữ lắm, nhưng mà bây giờ con gái nó muốn vậy rồi sao giờ. Thì cuối cùng á, cô này khóc lóc quá, ông cha cầm lòng được, cho nên mới lấy một số tiền bạc đi đến cái để mua chuộc cái vị quan mà thi hành án đó, ông quan mà giám sát cái cuộc thi hành cái án cho tên trộm đó, đem đến mua chuộc quan quân. Thì thay vì dẫn cái tên trộm đi đến cái vực sâu đó rồi xô xuống dưới, thì giờ thôi dẫn tới đó, nhưng mà ăn hối lộ rồi, cho nên giờ thầy xô xuống thì bắt đầu lén để cho tên trộm núp ở đó để chờ tối mọi người không còn chú ý nữa, thì sẽ gia nhân của ông bá hộ sẽ dẫn về
dẫn về cái nhà ông Bá Hộ. Thì sau đó thì tên trộm cũng làm lễ với kết hôn với cái cô tiểu thơ. Nhưng mà đó, do cái nghiệp duyên, cái tên trộm này nó tham lam quá mức ha. Thì nghĩ rằng bây giờ gia đình bên vợ giàu có, rồi cái người cái cô tiểu thơ thì mang trang sức đẩy lên người, thì tên này trong vài ba ngày mới khởi lên cái ý là bây giờ dụ cái người vợ đó, là cô tiểu thơ đó, đi đến cái nơi mà thi vực sâu để mà giết những cái tên trộm mà xô xuống dưới vực đó, đi xuống dưới cúng bái, rồi thừa dịp để giết giết cái cô tiểu thơ này để đoạt cái các cái đồ trang sức để làm cái tài sản ha. Thì cái cô tiểu thơ cũng vì cái tâm luyến ái mà thương quá rồi, cho nên là mê mờ không biết. Cô này cũng nghe lời tên trộm sắm sửa lễ vật để mà đi đến cái chỗ đó để cúng bái. Thì khi mà đi lên tới chỗ rồi đó, cô này đang bày biện đồ ra để chuẩn bị đồ để mà cúng bái đó, thì tên trộm này mới nói lên cái ý của mình đó là ta chỉ muốn dụ nàng đi lên tới đây để mà ta giết nàng, để mà ta lấy những cái đồ trang sức trên người của nàng thôi, chứ sự thật ra không có cúng bái gì đó. Thì cô này mới lúc đó mới thức tỉnh, chẳng qua là cái tên này vì muốn cái tài sản này chứ không phải là vì thương mến như mình hết á, cho nên là cô ta mới dùng cái trí tuệ của mình ha. Cô ta dùng những cái lời ngon ngọt rồi kia nọ dẫn dụ cho tên trộm đi đứng ngay cái vực sâu, và bất ngờ cô ta lao đến xô cái tên trộm này rớt xuống dưới vực sâu luôn. Thì bây giờ cái trở về nhà thì không được, xấu hổ quá với cái dòng tộc của mình, rồi bị người đời ta chê trách, cho nên là cô ta đã từ bỏ và đi theo cái giáo phái Bà La Môn. Rồi nhờ có trí tuệ cô ta học hỏi, biện luận cũng rất là giỏi, nhưng mà tu theo cái khổ bên Bà La Môn khổ hạnh, tức là thay vì mà cạo đầu bằng dao ha, thì cạo đầu bằng cái lá thốt nốt mà. Cho nên mà quý vị biết rằng khi mà cạo bằng cái lá thốt nốt thì nó bén thiệt, nhưng mà không phải là dễ cạo, cho nên nó đứt, nó để lại những cái vết sẹo trên đầu tùm lum hết á. Rồi cô này thì cổ có cái tài biện luận lắm, cho nên cổ mới đi đến những cái vùng này vùng khác để mà thi tài biện luận với những cái người Bà La Môn ở cái vùng đất đó, những cái người ở vùng đó. Thì một hôm á, cái nhân duyên nó tới, ngài Xá Lợi Phất ngài đang ở cái làng đó, thì cô ta mới đi đến, cô ta mới bẻ một cái nhánh cây cắm ở cái gò đất trước cái cổng làng á. Thì ai mà nhổ cái nhánh cây đó thì là cái người sẽ mà thi đấu biện luận với cô ta. Thì khi mà ngày Xá Lợi Phất ngày đi bát trở về cái ngôi làng á, ngài thấy thì ngài mới biểu cái cậu bé lại nhổ cái nhánh cây đó lên.
Thì nàng ta mới thấy thắc mắc, mới hỏi là ai đã nhổ cái nhánh cây. Thì mấy đứa bé trong làng mới nói là cái vị sa môn đó đó. À, vị sa môn đó biểu biểu tôi nhổ cái nhánh cây đó. Thì nàng ta mới đi đến gặp ngài Xá Lợi Phất. À, thì với cái tâm tâm cống cao ngã mạn, à, nàng ta thấy là nàng ta cũng tài giỏi. À, thì bắt đầu mới biện luận với ngài Xá Lợi Phất. À, nàng ta hỏi rất là nhiều câu. Nhưng mà quý vị biết là cái ngài Xá Lợi Phất trước kia cũng xuất thân từ Bà La Môn, cho nên là ba bộ kinh Vệ Đà đó thì ngài đã thuộc lòng hết. Cho nên là trước những cái câu hỏi của nàng Khê Ma đó, ngài đều trả lời được hết. À, đến chừng ngài hỏi lại nàng ta một câu thôi thì nàng ta không trả lời được. À, thì lúc đó đó cái sự tôn kính nó mới khởi lên, và ngài đã thuyết pháp. Thì bắt đầu nàng ta thức tỉnh và đã xuất gia theo tăng đoàn Tỳ Kheo Ni. Và sau này là trong những cái vị mà Tỳ Kheo Ni có cái tài mà thuyết pháp đó. Thì quý vị thấy rằng đó, cái người nữ là cũng có khả năng trí tuệ, cũng làm được rất là nhiều việc, cũng đem đến những cái lợi ích cho gia đình, không? Chứ không phải là chỉ người phụ nữ chỉ biết là quanh quẩn trong gia đình, chỉ biết là nấu nướng rồi dọn dẹp lo lắng cho con cái không, không? Thì ngày nay thì quý vị thấy rằng đó, xã hội cũng công nhận cái khả năng, cái trí tuệ của người nữ. Bây giờ chúng ta thấy rằng người phụ nữ cũng đảm đương những cái chức vụ quan trọng ở trong xã hội, chứ không phải là chỉ quanh quẩn ở trong nhà không. Thì quý vị thấy rằng những cái quý vị giờ quý vị cái ngân hàng thế giới gì đó ha, rồi cái bà mà chủ tịch nghị viện của châu Âu rồi đó ha, bây giờ cũng xuất hiện cái người nữ rất là nhiều. Quý vị thấy rằng những cái nhà khoa học, y học thì cũng có công lao đóng góp cũng rất nhiều của hàng phụ nữ. Thì hôm đó xuống nhớ lầm thì trong cái việc mà tìm ra cái vaccine để chủng ngừa cái bệnh COVID đây nè, thì trong ba nhà bác học thì hôm đó cũng có một cái nhà bác học đó là cái người nữ. Thành ra cái trí tuệ, cái công sức của người phụ nữ cũng đã cống hiến để cho xã hội có được những cái điều kiện tốt đẹp, chứ không phải là cái người phụ nữ chỉ là cái người mà chỉ quán xuyến cái công việc ở trong gia đình không, không? Thì quý vị biết rằng cái thiên chức của người nữ là coi như là sanh con đẻ cái ha. Nhưng mà cái công lao của cái người nữ đó, thì hồi xưa các cái truyền thống đạo đức của hồi trước đó, họ không có quý trọng cái công lao này, mặc dù là cái vấn đề mà sanh nở đó nó rất là nguy hiểm gian nan. Có đôi lúc là vì sanh một đứa con mà cái người mẹ phải hy sinh cái tính mạng của mình nữa đó. Cho nên là trong cái
xã hội đời sống ngày ngày nay đó, thì không có vấn đề mà gọi là trọng nam mà khinh nữ nữa, không? Bây giờ xã hội người ta cũng phải công nhận là cái công lao, cái trí tuệ, cái đóng góp của hàng phụ nữ cũng là quan trọng trong cái xã hội ngày ngày nay. Vì thấy rằng đó, cái lịch sử đất nước của mình cũng vậy. Cái câu tục ngữ ta nói là giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh ha. Thì trong cái hàng phụ nữ ở đất nước Việt Nam mình cũng có bà Trưng, bà Triệu ha, Bùi Thị Xuân là những hàng nữ tướng mà cũng đã sẵn sàng hy sinh, không phải là chỉ có cái tài mà nội trợ không, mà đã đánh đuổi ngoại xâm để chiến đấu để bảo vệ cái độc lập tự do cho dân tộc của chúng ta. Cho nên là người phụ nữ không phải là chỉ là cái người mà nội trợ không, mà còn có thể đem cái công sức, cái trí tuệ để đóng góp cho đất nước, cho xã hội nữa. Thì rất là nhiều những cái tấm gương hy sinh của người phụ nữ để đóng góp cho đất nước, cho xã hội. Nhưng mà đó, có những cái công việc người phụ nữ làm được, ngược lại thì cũng có những cái công việc mà cái người nữ không thể làm được. Thì người nữ không có làm được những cái điều như là tu tập để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, hay là bậc chuyển luân thánh vương, hoặc là độc giác Phật, hay là ma vương. Tại vì á, những cái này đó thì nó đòi hỏi một cái nghị lực tạo trữ các cái pháp độ rất mạnh, mà cái tâm tánh của người nữ á, thì nó thường thường là còn yếu mềm, do gì? Do cái tâm mà cái pháp quyết định á, cái pháp quyết định nó chưa mạnh mẽ, và cái tâm luyến ái, cái tâm luyến ái nó còn mạnh, ha. Cho nên là quý vị thấy rằng á, khi mà bà Gotami đi đến xin với Đức Thế Tôn để cho hàng phụ nữ xuất gia vào cái giáo pháp, thì lúc đầu á, là Đức Thế Tôn không có chấp nhận, không có chấp nhận, cho đến khi mà bà Gotami và tất cả các cái cung nữ ở trong cung điện, như là bà Gotami, rồi bà Yajuvala, và tất cả cung nữ là xuống tóc đắp y đi bộ từ cái kinh đô mà đi đến cái tịnh xá để cầu xin với Đức Phật cho hàng phụ nữ xuất gia. Nhưng mà đó, Đức Phật đã từ chối, cho đến khi có sự thỉnh cầu của ngài Ananda, thì Đức Phật mới chấp nhận cho người phụ nữ, hàng phụ nữ xuất gia và thành lập tăng đoàn Tỳ Kheo Ni. Thì ngài Ananda hỏi là lý do tại sao mà Đức Thế Tôn không có tế độ đến hàng phụ nữ. Thì Đức Thế Tôn cũng nêu lên những cái lý do, tại vì cái tâm tánh
của người phụ nữ á, thì nó hay mềm yếu bởi cái sự luyến ái nó còn còn rất là mạnh. Những cái gia đình nào mà nếu mà phụ nữ mà đông á thì thường hay xảy ra những cái tranh luận ha, rồi cái bọn mà trộm cướp đó nó hay tấn công vô những cái gia đình đó. Rồi ngày Ananda đã hỏi Đức Thế Tôn rằng, bạch Đức Thế Tôn, hàng phụ nữ có thể đạt đến cái quả vị giải thoát cao tột hay không? Thì Đức Thế Tôn nói hàng phụ nữ cũng có thể đạt đến cái quả vị giải thoát. Thì do đó mà ngài Ananda đã khẩn cầu với Đức Thế Tôn cho hàng phụ nữ xuất gia để thành lập tăng đoàn Tỳ Kheo Ni. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã ra cái tám cái điều hay là gọi là bát chánh pháp nếu mà hàng phụ nữ chấp nhận tám cái điều mà bát chánh pháp này đó thì Đức Thế Tôn sẽ chấp nhận cho người nữ xuất gia. Thì tám cái điều này để mà bên tăng đoàn Tỳ Kheo Ni phải có sự cung kính tôn trọng đối với Tỳ Kheo Tăng. Đó thì quý vị thấy rằng đó, cái gì mà nó dễ dàng đạt được đó thì người ta không có quý, mà cái gì phải khó khăn mong cầu mà đạt được thì nó mới quý. Chứ còn nếu mà cái gì mà dễ dàng quá người ta xem thường. Ví dụ như bây giờ á mà người ta đang đói khát thiệt, mình đem đến mà mình cho người ta đó, có nhiều khi người ta còn chê nữa, người ta còn so sánh cái này cái nọ ha. Mà khi mà người ta có cái lời xin xỏ thỉnh cầu đôi ba lần nhé, mình mới cho đó, thì người ta mới thấy cái đó là quý. Thì cũng vậy đó, khi mà Đức Thế Tôn mà tế độ cho cái hoàng tộc Thích Ca cũng vậy. Sau khi mà Đức Thế Tôn đắc quả vị chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì vua Tịnh Phạn đó, muốn Đức Thế Tôn trở về Ca Tỳ La Vệ để mà thuyết pháp cho hoàng tộc Thích Ca. Nhưng mà ngài xét thấy chưa đến lúc, mãi cho đến Đức vua Tịnh Phạn đã gửi đi tới cái đoàn sứ giả thứ bảy, cái tâm của Đức vua đó quá quá mong cầu, quá mong muốn, quá khát khao để mà nghe được giáo pháp. Thì khi mà cái tâm mà quá mong muốn, quá khát khao như vậy đó, nó mới làm cho cái sự mà cống cao ngã mạn của cái dòng tộc Sắc Giá nó lắng dịu xuống. Mà ý là vậy đó, mà khi mà Đức Thế Tôn trở về Ca Tỳ La Vệ đó, còn có nhiều vị tự coi mình là cái bậc trưởng thượng, không có chào hỏi, không có đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thành ra Đức Thế Tôn phải dùng cái thần thông để mà diệt phục hoàng tộc Sakya. Cho nên là lúc đầu khi mà bà Gotami xin với Đức Thế Tôn cho hàng phụ nữ xuất gia, nếu mà Đức Thế Tôn mình chấp nhận tiền á thì sao thì thấy cái sự xuất gia nó quá dễ dàng. Và nếu mà Đức Thế Tôn không có trí tuệ nhìn xa đó, thì sau này nó sẽ
có xảy ra cái sự bất hòa giữa hai bên tăng đoàn. À, cho nên để ngăn ngừa những cái sự bất hòa xảy ra sau này, mà Đức Thế Tôn đợi đến lần thứ ba và có sự thỉnh cầu của ngài Ananda, rồi Đức Phật đã buộc bình Tỳ Kheo Ni phải có 8 cái pháp để mà tôn kính đối với bình Tỳ Kheo Tăng. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới chấp nhận cho hàng phụ nữ xuất gia. Ha. Cho nên nó là với cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, ngài có cái lòng từ bi bao la rộng lớn đối với tất cả chúng sanh. Nhưng mà đó, ngài phải chờ những cái thời điểm thích hợp để ngài thuyết pháp, để tế độ, cũng như chờ đến cái thời điểm thích hợp để làm những cái công việc thích hợp để cho hàng phụ nữ xuất gia thành lập tăng đoàn Tỳ Kheo Ni, rồi chờ thời điểm thích hợp để chế định các cái học giới cho tăng đoàn Tỳ Kheo Tăng cũng như Tỳ Kheo Ni. Không? Cho nên đó là không phải là Đức Thế Tôn là không muốn tế độ phụ nữ, nhưng mà đó vì để bảo vệ tăng đoàn không có những cái xảy ra những sự bất hòa trong cái sau này ha, cho nên là Đức Thế Tôn phải có những cái điều răn đe trước. Đó, cho nên là thì khi mà hàng phụ nữ đã chấp nhận những cái lời dạy của Đức Phật cũng như những cái học giới mà Đức Thế Tôn chế định thì tăng đoàn Tỳ Kheo Ni đã được thành lập và đã đóng góp trong cái công cuộc hoằng pháp của Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng đó, cái hàng tín nữ đi chùa rất là đông, nhưng mà đó, cái người mà có chánh kiến để mà học hỏi, để thực hành pháp á, thì nó rất là ít. Người ta, cái tâm người ta đó, cái nghe hàng phụ nữ thì nó rất là hời hợt, đi chùa cầu xin cho gia đình con được mạnh khỏe, con cháu con nữa thi đậu, toàn là cầu xin là nhiều, đúng không? Chứ còn mà chánh kiến để mà học pháp, để mà thực hành giáo pháp thì nó rất là ít. Cho nên á, phải công nhận rằng cái sự hộ của hàng phụ nữ nó rất là mạnh. Nhưng mà góp công để mà củng cố gìn giữ giáo pháp thì nó là hơi yếu, đúng không? Nhưng mà đó, mỗi cái thì cái gì nó cũng có cái mặt mạnh mặt yếu của mỗi chúng sanh. Cái tâm mà rộng lượng bố thí thì hàng phụ nữ, nhưng mà đóng góp mà cái công sức gìn giữ giáo pháp thì của người nam. Mặc dù người nam á đi chùa rất là ít, trong chùa mà có được chừng 5-7 vị cận sự nam á thì cái cũng hơi khá rồi. Chứ còn nhiều khi á là trong một cái hội chúng á là người nữ rất là nhiều, mà kiếm một vài cận sự nam á thì nó rất là khó. Nhưng mà cái người nam á thì cái tâm tánh người ta mạnh mẽ hơn, họ rất là khó tin, nhưng mà khi mà họ có được cái niềm tin rồi đó
thì nó rất là mạnh mẽ. À, cho nên á, cho nên là cái hàng phụ nữ khi mà thực hành giáo pháp, à, nó có những cái sự trở ngại, à, đó, cho nên từ đó đó mà có những cái công việc mà đòi hỏi, à, cái người nam, à, người nữ không thể làm được, chứ không phải là Đức Thế Tôn không có chấp nhận cái sự xuất gia của người nữ. Ha? Thì quý vị thấy rằng đó, khi mà đạt đến cái quả vị mà giải thoát thì như nhau, à, cái việc mà sự mà diệt trừ phiền não, đào bứng tận gốc rễ các phiền não để đạt đến niết bàn thì nó như nhau. À, nhưng mà đó, cái thực hành các pháp độ thì cái người nữ á, thực hành nó chậm và yếu hơn cái nỗ lực, cái sự tinh tấn. Tại vì người nam á, thì cái quyết định độ và cái pháp tinh tấn thì nó sẽ mạnh hơn. Còn cái tâm tánh của người nữ thì do còn cái phiền não nhiều, à, cho nên là còn cái tâm luyến ái, rồi cái quyết định nó còn non yếu, nó dễ bị lùi sục trước những cái cám dỗ của cái tâm luyến ái. Cho nên đó là cần người nữ mà muốn tu tập thì phải có cái sự nỗ lực thật là mạnh mẽ nha. Cho nên đó là chúng ta phải thấy rằng đó, cái những cái tư tưởng mà trọng nam khinh nữ đến cái thời điểm hiện tại này, trong cái xã hội này nó đã là lạc hậu rồi ha. Trong các tôn giáo cũng như là các cái ngành nghề trong cái xã hội này bây giờ thì người ta đã thấy rằng cái sự đóng góp công sức của hàng phụ nữ nó cũng rất là đáng trân trọng. Thì trong hàng tứ chúng trong Phật giáo thì cái người cận sự nữ cũng như là cái sự đóng góp của tăng đoàn Tỳ Kheo Ni đã góp phần giữ vững phát triển cái Phật giáo, cũng như là góp phần để hộ trì tam bảo, hộ pháp, hộ tăng, nó cũng rất là tốt đẹp để gìn giữ cái ngôi nhà chánh pháp được vững bền, được cái giáo pháp sẽ trường tồn cho đến 5.000 năm. Thì qua cái câu Phật ngôn ngày hôm nay cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều. Thì giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên xung quanh nơi đây cũng như xung quanh gia các chùa quan hỷ giới phước báo này, và cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau thiên tai dịch họa, cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Cầu mong tất cả quý vị có được những cái hiểu biết, những cái trí tuệ, nỗ lực, nhất là các cái hàng cận sự nữ, chúng ta phải thực hành các cái pháp độ, nhất là cái quyết định độ trong cái đời sống của mình cho thật mạnh mẽ. Khi mà những cái tác ý nào mà thiện pháp nó sanh khởi, mình phải làm thật nhanh, rồi có sự nỗ lực tinh tấn và làm cho những cái tâm luyến ái về cái thân bằng quyến thuộc nha, như là luyến ái về chồng con, luyến ái về gia đình rồi kia nọ, cha mẹ này kia, rồi á là chúng ta phải có cái tâm thành giáo pháp, hướng về giáo pháp một cách chân chánh, xứng đáng là những cái người
cận sự nữ, à, hộ pháp, hộ tăng là những người góp phần để củng cố, gìn giữ cho cái ngôi nhà giáo pháp được vững mạnh. À, chúc cho tất cả quý vị luôn luôn an vui. Dạ, bây giờ xin cung thỉnh chư Tông Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thú, chúng con xin kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã vi thuyết giảng bài chính kinh ngày hôm nay. Dạ. Bây giờ con xin kính thỉnh ngài nghỉ ngơi uống nước, kính mời đạo tràng giơ bàn tay để mà thảo luận bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin phép được dâng mic xuống đến đạo tràng. Dạ, kính bạch ngài, đang trong lúc chờ đợi bàn tay của các đạo hữu thì con xin phép có được một câu hỏi này, mong ngài chia sẻ cho con ạ. Như là người phụ nữ ở trong mọi thời đại thưa sư thì đều bị thiệt thòi bởi vì là họ là phái yếu đó. Cho nên là khi mà những người mà thông minh hay là có tài giỏi thì lại đôi khi cuộc sống ở trong gia đình á, thì lại rất là bị bất lực ấy, thưa sư. Dù là tài giỏi ở ngoài nhưng mà làm ra tiền này kia nhưng mà về nhà thì đôi khi thì vẫn phải chịu sự khó chịu của người chồng hay là của bên gia đình ấy, thưa sư. Nhưng mà đấy là những người ta còn tài giỏi, còn những cái người mà người ta cũng lành hiền ấy, không biết làm ăn gì mấy thì còn đủ cái sự đắng cay ấy. Con nghĩ là như kiểu ngày xưa thì những cái vị như là bà Visakha hay là những cái người phụ nữ đó thì cũng là những người đã có phước và đã tạo tích ba la mật rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Khi đó thì các bà cũng vừa là có quyền lực, vừa có tiền, có tài sản và cũng đủ duyên để mà chia sẻ và nói chỉ đạo được người khác. Như vậy thì rất là có phước. Nhưng mà thời bây giờ thì con cũng thấy rất là nhiều người phụ nữ cũng tài giỏi. Cũng tài giỏi mà cũng rất là hạnh phúc, nhưng mà cũng có những người tài giỏi nhưng cũng không được hạnh phúc. Mà người phụ nữ thì bao giờ cũng vẫn, con vẫn thấy bị chịu đựng rồi thì nhịn rất là nhiều luôn. Thì con xin được phép hỏi là có phải là khi mà mình sinh ra là phụ nữ đã là kém phước hơn là người nam không, thưa bạch sư? Con xin được hỏi như vậy. Con xin phép. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Cà Giá. Thì nếu mà xét về cái nghiệp báo của chúng sanh á, thì cái người nữ thường là kém phước hơn người nam. À, thì khi mà muốn mà trở thành một người nam thì nó rất là khó, thấy không? Là cái muốn trở thành một người nam thì cái người này phải gìn giữ bát quan trai giới được
trọn vẹn trong sạch. Tại sao? Phải làm cho tâm tánh của mình á, nó mạnh mẽ lên, tránh xa những cái mà trang điểm rồi này kia nọ đó ha. Rồi thực hành các cái quyết định, những cái tác ý của mình á, nó cần phải mạnh mẽ, tinh tấn hơn nữa. Thì trong nhiều một cái người phụ nữ mà muốn trở thành một người nam á, thì phải thực hành trong một cái thời gian cũng lâu dài. Còn mà từ người nam đó mà trở thành người nữ đó, rất là dễ. Những người mà phạm tội tà dâm, phạm tội tà dâm nhiều đó, thì dễ dàng từ người nam sẽ trở thành người nữ. Do đó mà như hồi nãy xin nói là cái người nữ là cái tâm ái dục, cái tâm luyến ái nó còn mạnh hơn là vậy. Và cái sự quyết định độ của mình nó non yếu, là do cái nguồn gốc của khổ đau này vô minh và ái dục. Mà khi mà vô minh và ái dục nó còn mạnh mẽ đó, thì nó nói sao, nó bị lấn át cái trí tuệ, cho nên cái quyết định của mình nó còn non yếu là vậy á. Rồi người phụ nữ mà khi mà hành đạo á, nó cũng khó khăn hơn, khó khăn hơn người nam ha. Nó có nhiều điều kiện mà nó cản trở, không có được mạnh mẽ như là người nam đó. Cho nên á, là quý vị thấy rằng như nãy sư nói thì những cái truyền thống của Đông Phương đó, thời xa xưa đó đến ngày nay cũng vậy. Nếu mà những cái người nào mà cái tư tưởng mà còn thủ cụ nha, thì họ vẫn còn coi nhẹ cái sự đóng góp của người phụ nữ. Họ coi người phụ nữ chỉ có là cái tài mà nội trợ thôi, sinh con đẻ cái rồi là cơm nước rồi dọn dẹp nhà cửa thôi đó. Rồi chưa kể là có những lúc là những cái gia đình mà coi như là người chồng là gia trưởng rồi bạo hành ở trong gia đình nữa đó. Thành ra là những cái tư tưởng này đấy gì chứ, nó cũng còn ăn sâu ở trong cái xã hội. Cho nên quý vị thấy rằng lâu lâu cứ có những cái cuộc tuyên truyền để mà vấn đề mà tôn trọng bình đẳng của người phụ nữ, rồi coi như là chống cái bạo hành ở trong gia đình. Hồi xưa là một cái tư tưởng mà hồi xưa là cái như là phu sướng thì phụ tùy, cái gì đó xuất giá thì tòng phu, phu tử thì tòng tử, mà cái người chồng ra lệnh đó là người vợ phải làm theo, không có được cãi. Mà xuất giá rồi đó thì phải suốt cuộc đời là phải lệ thuộc vào cái người chồng. Cho đến cái khi mà người chồng mà chết rồi đó, thì thường thường là khi mà người chồng chết đó, thì cái đứa người con trai cả đó, sẽ thay quyền để mà nắm quyền ở trong gia đình. Cho nên đó, là chồng mà chết rồi đó thì cũng phải nghe lời của con trai, cái người mà đứng ra để mà quán xuyến cái gia đình, nó khổ vậy đó. Thì bây giờ á, cái tư tưởng bây giờ nó thoáng hơn, nhưng mà những cái người mà họ còn bảo thủ, họ cũng còn coi khinh cái người nữ.
Đó, mà ở đây á, thì cái về cái cũng có, đứng về cái góc độ duyên nghiệp á, thì nó cũng có nữa, ha. Cho nên đó là, cho nên là cái người phụ nữ thì trong cái đời sống chịu thiệt thòi, khổ đau nhiều hơn, đó, cho nên đó là chúng ta muốn vượt qua những cái khổ đau này á, thì mình phải ráng cố gắng nỗ lực tu tập, mình ráng sống dung bồi cái trí tuệ, ráng học Phật pháp, rồi có một cái niềm tin vững chắc, tức là mình phải giữ gìn cái bát quan trai giới, bát quan trai giới, rồi ráng nỗ lực dung bồi các cái pháp độ, quyết định độ, tinh tấn, trí tuệ, thì quý vị cũng sẽ đạt được những cái pháp an vui tuyệt đối. Thành ra đó chúng ta đừng có gì những cái cản trở ở trên cái con đường của mình mà mình chán nản rồi mình bỏ dở. Cái đường đi nó không quan trọng mà cái mục đích nó mới là quan trọng. Quý vị thấy nước không? Nước nó rất là mềm mại, uyển chuyển, ha. Nước nó chảy. Nhưng mà bây giờ cái dòng suối nó đang chảy, nhưng mà bây giờ á nó mắc cái tảng đá, ha. Thì sao? Bây giờ á nó len lỏi để mà nó vượt qua, ha. Rồi nó cũng đi đến đích, đi đến những cái sông lớn, rồi cũng sẽ ra biển cả, ha. Chứ không phải vì cái tảng đá nó chặn đứng rồi cái dòng nước nó không chảy được, nó len lỏi, nó bằng mọi cách nó cũng len lỏi, nó lách dần qua, ha. Rồi nó cũng đi đến những cái dòng sông lớn, rồi cũng ra được tới biển cả. Cho nên á, người nào thuận duyên thì ta đi nhanh chút, ta suôn sẻ chút. Còn do cái phước duyên của mình á, nó chướng ngại, nó trở lực đồ này kia nọ, thì mình khó khăn hơn tại chút. Sư cũng gặp nhiều cái trường hợp đó. Nhiều cái trường hợp cũng rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Có những người phụ nữ họ đi muốn đi chùa, làm phước cúng dường, mà gặp những cái ông chồng, cái tâm tính họ bảo thủ, ông cho, thậm chí mà mỗi lần người vợ mà lén lén đi chùa đó, về còn bị đánh đập nữa. Nhưng mà dần dần rồi những cái người phụ nữ này nó cũng cảm hóa được người chồng, chứ còn ít có cái gia đình nào mà thuận duyên, thuận vợ thuận chồng cùng đi một hướng lắm, ha. Nhưng mà cái đó là nó cũng do cái duyên nghiệp, cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, thì chúng ta phải cố gắng vượt qua. Đó là những cái thử thách trên cái đường đi của mình mà. Cái thử thách về cái sự nhẫn nại tu tập của mình. Nếu tôi nói đó, cái chuyện mà nó dễ dàng quá, mong cầu ai cũng mong cầu ai cũng đạt được hết, thì vấn đề nó rất là dễ. Ôi trời ơi, chuyện tu tập dễ quá, nhưng mà nó có những cái chướng ngại đòi hỏi mình phải có sự nỗ lực để vượt qua, thì khi mà mình đạt được đó, mình mới thấy trân quý, đúng không? Quý vị thấy không, những người mà họ leo lên những cái đỉnh núi đó, quý vị thấy là vượt qua những cái chướng ngại rất là nguy hiểm, có thể mất tính mạng như chơi, đúng không? Vì vậy mà khi mà họ đạt đến lên tới cái đỉnh núi đó,
họ mới cảm thấy là tự hào, tự hào là mình đã vượt qua tất cả những gờn thác, những cái nguy hiểm trên trên đường đi. Thì cũng vậy đó, cái con đường mà tu tập để đạt đến cái gì, sự giải thoát, đạt đến niết bàn, nó cũng đòi hỏi chúng ta rất nhiều, có những cái gian nan chướng ngại ở trên bước đường đi của mình. Thì mỗi người á, mỗi chúng sanh tùy theo cái duyên nghiệp, mỗi người có cái nghiệp riêng, người thì gặp những cái chướng ngại như thế này, nhưng người thì gặp những chướng ngại như thế khác, chứ không phải ai cũng mà dễ dàng đạt được. Nhưng mà nếu chúng ta kiên trì, chúng ta gìn giữ các cái giới luật, bát quan trai giới, rồi chúng ta nỗ lực học tập, thực hành, dung bồi trí tuệ, phát triển cái trí tuệ của mình, rồi thực hành các cái quyết định cho nó mạnh mẽ, nỗ lực tinh tấn, thì chúng ta cũng sẽ đạt đến thành công, cũng đạt đến những cái thánh đạo thánh quả, đạt đến sự an vui tuyệt đối. Xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Môn Lào Cai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Sa Di Đà. Dạ, sa thú, chúng con xin kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin được kính mời bàn tay của đạo tràng. Dạ, con xin dâng mắt lên đạo tràng. Dạ alo, dạ con xin kính chào, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, quý chư tăng và quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Pháp Hồn Lào Cai cho biết tín hiệu tốt ạ. Dạ. Con thì các con hỏi cho con chưa, con chỉ nêu ra một vài ý kiến, suy nghĩ mình cũng có một chút thắc mắc. Lúc con cũng không hiểu hỏi tại sao mà ngàn xưa mà đã có cái vấn đề gọi là trọng nam khinh nữ. Con cũng có một hỏi một số vài người là đưa ra ý kiến là tại vì cái bản chất của người nữ, cái chấp nhiều rồi dễ ngạo mạn nữa. Đôi khi một số gia đình đó, nếu mà người nam làm trụ cột chính trong gia đình đó, thì việc đó là bình thường. Nhưng mà khi một người nữ mà làm trụ cốt trong gia đình á, gọi là người mà làm ra tiền á, thì rất dễ là rất là khó sống, bởi vì tính ngạo mạn rồi sự dễ coi thường, cái tính coi thường người phụ nữ, coi thường người chồng rất cao, nên ra gia đình nó dễ xào xáo. Bởi vì cái như vậy nên đâm ra ngày xưa mà khi bà Gotami mà di mẫu của Phật đến sinh xuất gia thì chắc con nghĩ là cái ngài cũng, một số người cũng nói là bởi vì ngài bà là di mẫu nên đâm ra khi xuất gia cũng dễ sinh ngạo mạn, mới đưa ra bắt kính pháp để mới cho mới gia nhập, vì sợ sau này là dựa cớ vào người là di mẫu của Phật nên đâm ra dễ sự tinh ngạo mạn coi thường chưa tăng. Vậy thì cái liệu đó có những quan điểm đó có phải là đúng không sư ạ? Con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Sa Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Thì quý vị thấy rằng đó, trong cái đời sống
mình nói về cái thời kỳ mà cái thời kỳ tiền sử, tức là khi mà mọi người mà còn cái ở ban sơ ha, ở trong hang trong hốc rồi này kia nọ đó, thì khi mà cái những cái nghề gọi là đi săn bắn rồi này kia nọ đó ha, thì phải là người nam, đàn ông đi săn bắn, còn người phụ nữ chỉ đi hái lượm trái cây rồi này kia ha, rồi nuôi con nuôi cái rồi thôi. Rồi cái bắt đầu các cái bộ tộc bắt đầu xâm lược, tranh giành, lấn chiếm, thì bắt đầu mới là những cái người đàn ông thì trở thành những cái người lính, rồi những cái người mà có quyền lực ở trong cái bộ tộc bộ lạc đó, bắt đầu đứng đầu và để cai quản, để mà đánh nhau, đánh nhau, giành giật đất đai lấn chiếm, rồi hả mà ai mà chiến thắng á, cái người mà thắng á thì bắt bên kia, bắt bên kia làm nô lệ. Do đó khi đó là cái sức mạnh của người nam á, nó được đề cao. Người nam á đi lính rồi đánh trận rồi này kia nọ ha. Đó, rồi từ đó mà cái tư tưởng người nam á làm chủ cái đất nước, cái vận mệnh xã hội nha. Cho nên bắt đầu mới đề cao là cái vấn đề mà phu sướng phụ tùy, xuất gia thì tòng phu, thì cái tư tưởng mà nó như vậy trong cái đúng theo cái trong cái thời kỳ đó thôi. Rồi nhưng mà vì cái này đó, cái mầm mắm nó nhiều đời nhiều kiếp ăn sâu ha, cái vị thế của cái người phụ nữ đó nó phải phụ thuộc. Thì bây giờ quý vị thấy rằng đó, những cái xã hội mà của Hồi giáo đó, họ cấm người phụ nữ không có được tham gia nhiều cái công việc ở trong xã hội, trong đời sống, không? Người phụ nữ phải toàn thân phải phủ kín hết, chỉ chừa có hai con mắt thôi, đó là không có được để cho người khác nhìn thấy cái thân thể kia, okay. Rồi không có được tham gia những cái cuộc thi Olympic rồi kia nọ ha, không được. Thậm chí là cái cho phép người phụ nữ mà học làm tài xế lái xe bây giờ mới được một số rất ít những cái đất nước mà Hồi giáo chấp thuận thôi. Đó, thành ra đó cái vai trò của cái người phụ nữ đó là nó bị lệ thuộc vào cái người nam, người chồng rất là nhiều. Đó, nhưng mà đó, những cái tư tưởng đó cần phải dẹp bỏ. Tại vì á, cái quý vị thấy rằng đó, những cái vị vua mà vĩ đại, những cái thiên tài đóng góp cho cái xã hội, thì từ được sanh ra từ người phụ nữ, đúng không? Nếu mà cái người mẹ mà không có trí tuệ, không có hiền đức ha, thì không thể mà sinh ra những cái người con mà vĩ đại được. Nếu quý vị thấy là cái ông Edison á, thì ông ta cũng có cái thời niên thiếu, ông ta cũng có cái trở ngại, ông ta học hỏi rất là chậm, không? Nhưng mà nhờ cái trí tuệ của bà mẹ biết, khi mà nhà trường á, cô giáo, thầy giáo đem ông ta trả về gia đình, nói hôm nay nó học cũng được, vô trường học dạy hoài nó không hiểu, nhưng mà nhờ cái sự nỗ lực kiên trì của bà mẹ,
à, đã dần 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 giảng dạy cho ông ta. À, tại vì cái phước của mỗi chúng sanh nó khác nhau. À, có những người cái phước về cái phước trí đó có, cho nên đó, là họ là mau mắt, à, mau hiểu. Nhưng mà có những người đó cái phước nó kém, nó chậm lục hơn. À, cái người mà độn căn á thì cái trí tuệ nó chậm lục. À, cho nên á là ở trong trường á thì người ta không thể vì một hay học sinh cá biệt mà người ta theo được. Nhưng mà nhờ cái tình thương, à, nhờ cái tình thương, nhờ cái đức hy sinh, à, của bà mẹ mà quý vị thấy rằng sau này ông Edison là trở thành một cái nhà bác học mà trong cái xã hội ngày nay đó, cái sự đóng góp những cái phát minh của ông ta rất rất là nhiều á, rất là nhiều trong đời sống, như là về điện, về bóng đèn điện rồi đó, thấy không? Đó. Thành ra người ta nói sao? À, cái sự thành công, à, của một người nam á phải có sự nỗ lực hỗ trợ của một người nữ. À, nếu mà không có những bà mẹ, à, những người vợ, à, hy sinh thì không có những cái nhà bác học, à, không có những cái, à, con người mà hiền đức. Quý vị thấy rằng đó, khi mà Bồ Tát bỏ cung vàng điện ngọc, à, để đi xuất gia, à, thì, à, bà Gia Du Đà La, à, cũng đã từ bỏ khi mà hay tin Bồ Tát, à, xuất gia rồi đó. Mặc dù là ở trong cung vàng điện ngọc, nhưng mà bà cũng từ bỏ tất cả những cái vật trang sức, à, không có trang điểm đấy kia nọ. Rồi trong nhiều kiếp sống đó, trong chuyện mà tiền thân, Đức Phật đó, trong nhiều kiếp sống bà ta đã đi theo Bồ Tát để hỗ trợ cho Bồ Tát thực hành tròn đủ các cái pháp độ. À, cho nên là luôn luôn là có những cái sự hy sinh, à, đóng góp công sức để có cái sự thành đạt. Không? Cho nên đó là chúng ta không có cực đoan phủ nhận cái sự đóng góp của người phụ nữ. À, mà những cái tư tưởng, những cái truyền thống thời xa xưa, tại vì người ta còn, à, chú tâm bị gì hồi đó, chúng ta còn lệ thuộc vào thiên nhiên nhiều. À, rồi cái công sức của cái người nam á thì nó mạnh mẽ hơn, à, cho nên nó cái tư tưởng hồi đó nó bị che lấp, à, không thấy cái sự đóng góp âm thầm, à, của người phụ nữ đã hỗ trợ, à, trong gia đình cũng như trong xã hội. À, cho nên nó là bây giờ á mình phải thấy được, à, còn vấn đề mà, à, mỗi gia đình thì nó có cái duyên nghiệp khác nhau. À, do cái duyên nghiệp từ quá khứ, có những gia đình á, cái người phụ nữ nắm quyền. À, quý vị cũng thấy, người ta cũng nói có nhiều cái gia đình mà người nam, ông chồng phải sợ vợ. Thấy không? Vợ đi làm rồi có địa vị đồ này kia nọ, trong khi người chồng phải lệ thuộc. À, rồi cũng có những gia đình thì người chồng là quyền quy, à, thế này thế kia, à, áp lực, à, trong cái gia đình, à, thậm chí là phải bạo hành. Nhưng mà cái người phụ nữ chỉ cam chịu thôi. Thành ra đó, cái về cái góc độ mà nhân quả thì tại hồi xưa đó là ông này á,
ổng hiếp bà này. À, cho nên bây giờ cái nghiệp quả nó trở lại thì bà này bác hiếp lại. À, hồi xưa bà này bác hiếp ông này, cho nên cái nghiệp quả nó tái tục trở lại để ông này ăn hiếp bà này. À, xảy ra ở trong xã hội rất là nhiều. À, thì đó là do cái duyên nghiệp chúng sanh. À, thành ra nó có những cái màu sắc của trong cái xã hội nó là như vậy đó. Thành ra chính vì những cái nghiệp duyên của chúng sanh, à, rồi chúng ta thấy cái màu sắc của trong xã hội này nó giống như bức tranh vậy. Ha, mỗi ta nói sao, mỗi cây mỗi vẻ, à, đèn nhà ai nấy sáng, quán nhà ai nấy biết, không? Thành ra đó là nó đứng về cái khía cạnh mà nghiệp báo của mỗi chúng sanh, à, ở trong gia đình. À, nhưng mà trên cái quan điểm mà trong xã hội thì chúng ta cần phải sửa đổi, phải biết tôn trọng người phụ nữ, phải biết cái sự đóng góp hy sinh, à, của các bà mẹ cho con gái, à, cho chồng con chẳng hạn ha. Chứ chúng ta không nên mà dùng cái, à, những cái tư tưởng là phu sướng phụ tùy, à, à, rồi là sức giá thì phải tòng phu, à, thì bây giờ thì những cái tư tưởng đó nó lạc hậu rồi. À, mà chúng ta phải, à, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau. À, khi mà người vợ mà có quyền thế đi chăng nữa đó thì cũng phải biết tôn trọng cái, à, người chồng. Và khi người chồng đóng vai trò là cái người chủ nhân, à, của gia đình, à, đóng góp công sức, à, đi làm lụng để mà lo cho vợ con, nhưng mà cũng phải biết tôn trọng cái công sức của người vợ, à, đã hỗ trợ, à, cho mình trong cái việc mà quán xuyến ở trong gia đình cũng như là, à, nuôi nấng, à, dạy dỗ con cái. Thì như vậy thì sẽ, à, một cái đời sống trong gia đình nó được an vui và xã hội sẽ được an ổn tiến bộ. À, xin giải thích, à, cái, à, thắc mắc của, à, Hạnh Pháp. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thứ ạ. Chúng con xin kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin mời làm tay của đạo tràng thảo luận về đề tài ngày hôm nay ạ. Dạ, thưa sư, cho con xin được hỏi một câu nãy. Như Huynh Hành Pháp nói ban nãy là, à, như con nghĩ thì cũng là tùy từng trường hợp thôi ạ. Như Huynh nói rằng là phụ nữ thì thường hay ngã mạng, người kia đi làm có tiền về thì coi chồng không ra gì này kia, thì con thấy là cũng tùy từng trường hợp thôi ạ. Bởi vì là cũng có những cái trường hợp là một người đàn ông họ không làm ra tiền nhưng mà họ lại rất là ghen tị vợ. Ghen tị ở đây là như là người vợ người ta tài giỏi hơn đó, là không thích được. Rồi thì người ta ra ngoài người ta kiếm tiền hơn thì là cũng không thích. Thì về nhà tự nhiên cái sự mặc cảm thì là nó cứ trỗi lên ở cái người đàn ông đó là trời ơi, họ nó đi làm ra tiền về nó coi thường mình này kia, mà trong khi đó người vợ người ta đâu có nghĩ gì về cái chuyện đấy đâu, mà người ta cũng đi làm về cũng kiếm tiền. Tất nhiên là đi ra ngoài kiếm tiền thì áp lực công việc nó rất là mệt mỏi rồi, thì cũng phải hiểu và thông cảm. Nhưng về đến nơi mà người chồng mà đã không làm ra tiền, đã nói chung là hèn hạ đi, không làm ra tiền lại còn rượu chè này kia, thì mà vẫn còn nói vợ rồi thì không muốn cho vợ hơn, thì gia đình thì cũng phải có một người làm ra tiền và một người không làm ra tiền, chứ con cũng thấy ít lắm mới có cả hai người đều ra tiền. Thì là đôi khi người chồng làm nhiều tiền hơn người vợ, hoặc là người vợ làm nhiều tiền hơn người chồng, thì gia đình cũng nên cân bằng. Còn như Huynh Hành Pháp nói thì con nghĩ là cũng tùy từng trường hợp thôi ạ.
Thưa sư thì trong cái bài học ngày hôm nay á, thì Đức Phật cũng động viên cái vị vua kia là người phụ nữ kể ra thì sinh con gái cũng rất là tốt đấy. Người con gái mà có sự hiểu biết, sự thông minh rồi thì có phước thì cũng mang lại được cho rất là nhiều lợi ích cho quê hương, cho đất nước, cho gia đình, chứ không cứ gì thì là người con trai. Như vậy là Đức Phật cũng khuyên vị kia cũng đừng nên bất mãn về cái chuyện là vợ sinh con gái đó. Thì như con được biết là như ở nước mình thôi, như là có những nữ anh hùng như là chị Võ Thị Sáu này, rồi thì hai bà Trưng, bà Triệu này, rồi thì cũng rất là nhiều người nữ rất là anh hùng và giỏi mà làm mà cũng để cho đất nước được vẻ vang, rồi thì cũng giúp ích được rất là nhiều trong chính trị hay là trong gia đình. Thì con thấy là mình không thể là nói được là phụ nữ là ngã mạn người kia rồi thôi, bởi vì là cái này là nó là cái chung thôi, chứ thật ra thì mỗi hoàn cảnh riêng thì sẽ đều có những cái pháp riêng để mà mình làm sao cho cuộc sống nó cân bằng. Dạ, con xin phép được chia sẻ thêm như vậy. Còn con xin được dâng lễ đến đạo tràng, xin bàn tay của đạo tràng giơ tay lên để thảo luận đề tài ngày hôm nay ạ. Dạ. Dạ, trong lúc chờ bàn tay của đạo tràng thì con xin được phép xin hỏi ngài một việc này, như là ngày xưa người phụ nữ xin Đức Phật đi xuất gia thì ngài cũng vẫn cho đi xuất gia, nhưng mà tại sao mà con thấy là Đức Phật ra cái giới của Tỳ Kheo Ni á nhiều hơn là của Chư Tăng ạ. Dạ, con xin phép ngài giải thích cho con thêm về cái phần này ạ. Con xin dâng lễ đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Cái sự chế định các cái điều học á, quý vị nhớ rằng á, khi mà Đức Thế Tôn mà chế định một cái điều học nào thì do cái phát sanh lên, do phát sanh lên cái người đó đã phạm vào cái điều học đó. Cái tạng luật của trong Phật giáo đó, ở bên Tỳ Kheo Tăng cũng như Tỳ Kheo Ni, Đức Phật không có áp đặt, mà có sự việc xảy ra, có một vị đó đã phạm cái tội đó đó vậy đó,
rồi có cái sự chê trách của hàng cận sự nam, cận sự nữ ha, ở trong tăng đoàn, thì Đức Phật mới gọi cái vị đó đến. Đức Phật hỏi có phải là ông đã phạm cái giới đó như vậy không ha, và cái người này đã chấp nhận là đã có xảy ra như thế. Thì từ đó Đức Phật mới chế định các cái điều học. Thì cái người mà quý vị nhớ rằng cái người mà phạm giới đầu tiên đó là chưa có phạm, mà nhưng mà cái chính vì cái người này là cái nguyên nhân mà để Đức Phật chế định cái điều học này. Kể từ đó ai mà vi phạm vô đó thì mới gọi là phạm giới, thấy không? Đó, thành ra do bên cái tăng đoàn Tỳ Kheo Ni có những vị nó phạm nhiều hơn thì Đức Phật mới chế định cái học giới bên Tỳ Kheo Ni nó nhiều hơn. Chỉ có là cái tám cái bát kính pháp á, hay là tám cái trọng pháp á, là vì Đức Phật muốn có sự an ổn cho tăng đoàn Tỳ Kheo Ni cũng như Tỳ Kheo Tăng, do tâm tánh của những cái người phụ nữ đó, cái tâm luyến ái, cái tâm phiền não cống cao ngã mạn nó còn mạnh hơn, cho nên đó là Đức Phật phải phòng hờ đề phòng trước, đề phòng trước. Còn những cái học giới sau này đó bên Tỳ Kheo Ni thì nó nhiều hơn đó, là do gì? Do những cái phiền não của phụ nữ thì nó nhiều hơn, cho nên phạm nhiều hơn. Chính vì điều đó mà Đức Phật đã chế định những cái điều học bên Tỳ Kheo Ni nữa. Chứ Đức Phật không có, quý vị nhớ rằng khi mà những cái nhà mà làm luật đó, họ nghiên cứu về cái tạng luật ở trong Phật giáo đó, họ còn tuyên bố là cái tạng luật trong Phật giáo mà khi mà được Đức Phật chế định nó rất công bằng và trọng vãng. Những cái nhà làm luật đó, người ta chưa có phạm là mấy ông lo, mấy ông chế đặt ra những cái luật pháp rồi. Còn ở trong Phật giáo, chừng nào có sự xảy ra, có vấn đề xảy ra, rồi Đức Phật mới từ đó mới chế định một cái học giới. Chứ Đức Phật không có áp đặt trước. Ngài Xá Lợi Phất đã thỉnh Đức Phật là chế định các cái học giới, các cái điều luật, nhưng mà Đức Phật nói chưa đúng, chưa đến thời kỳ. Đó, cho nên là thì nhớ rằng cái thời kỳ đầu đó, Tỳ Giác thời đó, khoảng 10-15 năm đầu đó, là hàng thánh tăng rất là nhiều. Cho nên là chư thánh tăng tự động gìn giữ tôn kính những cái học giới. Thành ra lúc đó là Đức Phật xét thấy chưa cần thiết phải chế định các cái điều học. Đến cái thời Trung Giác thời, Trung Giác thời thì bắt đầu á có nhiều chúng sanh xuất gia trong cái giáo pháp, mà với mục đích với nhiều mục đích khác nhau, cho nên bắt đầu xuất hiện những cái lỗi lầm làm cho hàng cận sự nam, cận sự nữ hay là trong tăng đoàn chê trách, thì có sự trình bạch đến Đức Phật. Đức Phật mới gọi vị đó đến, xác nhận là vị này đã phạm như vậy, thì Đức Phật mới chế định một cái điều học. Chứ còn Đức Phật không có chế định áp đặt trước, cho nên là mặc dù những cái học giới bên Tỳ Kheo Ni thì nó nhiều hơn,
bên tỳ kheo tăng, nhưng mà do nguyên nhân có những cái vị đã phạm rồi Đức Phật mới chế định cái điều học. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Phật Ngục Ngọc ca. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú con đã hiểu cái điều này đó. Vâng, đó là do là phạm giới nhiều thì là phải định đặt ra thêm giới để cho mọi người cùng giữ gìn tốt hơn ạ. Dạ thưa sư, như là cái bà mà bị cái tên ăn trộm á, như là người chồng á thưa sư. Người chồng lại là người tên ăn trộm á, thì khi mà biết là người đó như vậy mà cái cô này lại vẫn cứ đem lòng yêu thương ấy, rồi gây ra những cái oan trái như vậy, mà cô đấy dù người chồng xuống vực như vậy mà sau đó lại vẫn đắc được đạo quả, thì như vậy thì cái tội giết người đó thưa sư, thì nó có bị cho ra quả như thế nào mà lại vẫn đắc đạo được như vậy ạ? Dạ con xin hỏi nhé, xin sư chia sẻ thêm cho con về cái phần này nữa, con xin phép. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Về cái đứng về cái góc độ mà nghiệp quả thì cái đời sống hiện tại này chúng ta gặp nhau để mà trả nghiệp nhau, phải không? Tại sao mà cái cô tiểu thơ đó cổ lại có cái tâm mà luyến ái mãnh liệt đối với cái tên trộm này? Tại cái trong nhiều đời nhiều kiếp hai người này đã từng là vợ chồng nhau rồi, cho nên khi mà những cái lậu hoặc cái luyến ái cái gốc của nó đó nó nằm im ở đó. Giống như những cái hạt giống đó, nó nằm im đó, chưa có đến cái thời tiết điều kiện đủ để nó phát triển, nó nảy mầm. Do cái tầm luyến ái đó, đến lúc mà khi mà nó gặp cái cảnh phù hợp, gặp cái đối tượng phù hợp, thì cái luyến ái, cái dục lậu này đó, nó phát triển một cách mạnh mẽ. Giống như cái hạt giống người ta đã gieo rồi, nó bị lấp ở dưới đất, nhưng mà có một cái cơn mưa đầu mùa, độ ẩm đầy đủ, thì cái hạt giống nó sẽ nảy mầm phát triển. Rồi sao? Rồi cái nghiệp quá khứ đó, cái nghiệp quá khứ thì cái tên trộm này đó cũng đã từng là chồng của cái cô tiểu thơ này. Rồi sao? Cái tên trộm này cũng đã từng giết cái cô tiểu thơ này, ví dụ như nó có vấn đề gì đó đó, tên trộm này cũng từng đã giết cái cô tiểu thơ này đi. Thì bây giờ đó, cái đời sống hiện tại này đó, cái tên trộm này phải trả nghiệp bị cô tiểu thơ này xô cũng giật chết. Nhưng về các pháp độ đó, các cái thiện pháp á, cô này á đã tạo trữ mạnh mẽ đầy đủ rồi, cho nên á cái quả giết cái tên trộm này nó theo không kịp. Thấy không? Đó, không phải trường hợp của cái tỳ kheo ni khê ma này không, mà quý vị nhớ là cái tên cướp Angulimala đó, giết người còn hơn cái cô này nữa, tới 999 người.
Nhưng mà sau khi mà từ bỏ rồi theo lời dạy của Phật trở thành cái vị tỳ kheo, à, vị Angulimala này đó, đã nỗ lực tinh tấn tu tập, à, và ngài cũng đắc quả vị A-la-hán, thấy không? Thành ra đó, mình phải hiểu là cái quả gọi là quả dị thục. Tại vì khi mà cái nhân gieo nó phải có thời gian nó mới trổ, à, nhưng mà đó không phải mà tự nhiên mà nó xảy ra, do trong cái dòng luân hồi, thấy không? Có cái quan trái gặp nhau để trả. Trước kia đó, cái vị này đó cũng đã từng bị những cái người kia nhiều đời nhiều kiếp sát hại, à, cho nên bây giờ đó quay ngược trở lại đó, cái vị này sát hại lại những cái người đó, à, quan quan tương báo mà, ha, đó, cho nên á là chúng ta khi mà hiểu biết Phật pháp thì sao? Chẳng qua là mình gặp nhau do cái gì? Do cái quan trái hoặc là do luyến ái, ha. Nếu mà đứng về cái góc độ mà gia đình thì do cái tầm luyến ái, à, tại nhiều đời nhiều kiếp cũng là vợ là chồng với nhau, à, cái luyến ái nó còn à, đeo níu mà, cho nên bây giờ phải gặp nhau, à, nhưng mà gặp nhau á thì nó có cái quan trái nữa, cho nên người này trả nợ cho người này, à, vậy thôi, thấy không? Đó, từ chồng vợ cha con anh chị em cho đến những cái đối tượng mà gặp nhau ở ngoài xã hội, thấy không? Đó thì sao? Gặp nhau để trả nợ không à, chứ không có gì hết. Nhưng mà đứng trên cái tục đế, à, đứng trên cái đế thì chồng vợ cha con anh chị em, ha, chứ còn nếu mà mình nhìn qua cái về Phật pháp thì chỉ có hai cái: một là luyến ái, hai là quan trái, à, gặp nhau để mà trả nợ nhau mà thôi, à, đó. Từ đó để mà chúng ta thấy rằng đó, chúng ta phải cố gắng, à, nỗ lực học tìm hiểu Phật pháp để mà chúng ta thoát ra những cái mê lầm tà kiến, thoát ra những cái chế định, những cái tục đế. Thành ra muốn thấy được chân đế, chúng ta phải vượt qua, gạt bỏ tất cả những cái chế định thuộc về thế gian, à, vượt qua những cái tục đế thì chúng ta mới thấy được chân đế, à, chứ còn nếu mà chúng ta vẫn còn bám níu chấp thủ vào cái tục đế, ha, chúng ta còn vô minh mê mờ, làm sao mình thấy được pháp, làm sao mình thấy được cái chân đế để mà mình vượt ra, mình giải thoát được đó. Thì nó là như vậy đó, à, cho nên quý vị thấy rằng nha, các cái vị thánh nhân á, thấy những cái sự việc nó xảy ra trong cái đời sống hiện tại này nè, các ngài không có nói là ai đúng ai sai đó, ha. Cái sự kiện mà cái ông Cận Sự Nam á, suốt đêm ông ở trong tịnh xá, ông nghe pháp, cái sợ hừng sáng ông ra cái ao sen ông rửa mặt, thì có cái tên trộm nó chạy ngang qua, nó giục cái bao đồ nó ăn trộm ngay trước mặt ổng. Ổng chưa kịp ấy thì người ta chạy tới, người ta thấy cái bao đồ ở trước mặt ổng, ta nói ổng là ăn trộm, cái họ súng nhau họ đập ông này chết. À, thì
nhà người ta mới nói chứ trời ơi, tội nghiệp cái anh này quá, suốt đêm ảnh thọ bát quan trai giới, anh ở trong tịnh xá ảnh nghe pháp mà bị ta vu oan, người ta đánh chết. À, nhưng mà Đức Phật á biết được cái căn cơ, cái quan trái của cái anh chàng này với những cái người kia rồi, thì Đức Phật mới nói á, không có oan ức gì đó. Tại vì hồi xưa đó anh này là anh làm quan, anh làm quan, anh ức hiếp người ta, anh thấy cái anh chàng này á, anh chàng thanh niên này có cô vợ đẹp, rồi cái anh âm mưu ảnh giết cái anh chàng thanh niên này để anh đoạt vợ của người ta ha. Cho nên á, lúc này cái thời hiện tại cái quả nó đến ha, ảnh cũng bị vu oan và bị người ta đánh chết đó. Cho nên á là cái quan quan tương báo, cho nên á là khi mà các bậc thánh nhân có cái các cái thần thông rồi đó, các ngài đã hiểu biết được nhân quả, à cái nhân đời trước đã gieo cho nên cái quả hiện tại nó mới sanh khởi ha. Cho nên á là không ai đúng ai sai đó. Cái hiện tại này á thì thấy mấy cái người này mà đánh chết anh thanh niên này là mấy người đó sai, ta không tội gì hết, tự nhiên mà bị vu cáo đánh chết. Nhưng mà cái quả, còn cái nhân á, phải truy ngược về quá khứ. Anh này anh đã gieo cái chủng tử xấu, cái nhân xấu, cho nên bây giờ cái quả hiện tại nó trổ. Đó, thành ra đó, chúng ta phải hiểu biết, nhìn trên cái góc độ của nghiệp báo để chúng ta thoát ra. À, hồi đó cái người vợ á bị người chồng ăn hiếp đánh đập, cho nên cái đời sống hiện tại này đó, bây giờ người vợ làm quyền trở lại, ăn hiếp lại anh chồng, à, đánh đập mắng nhiếc người chồng, mà anh chồng không dám hó hé, tại vì cái nhân quá khứ đưa đến cái quả hiện tại. Cho nên á là khi mà chúng ta thấy ngao ngán cho cái đời sống xã hội này, cái đời sống hiện tại này, để vừa đủ để kinh tởm, vừa đủ để ghê sợ, vừa đủ để chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập để vượt thoát ra cái thế gian đầy rẫy những khổ đau. Thì xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Nguồn Lòng Cây, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, con kính tri ân sư đã giảng cho con cái câu hỏi vừa rồi ạ. Thật sự là con thấy nghe sư giảng con thấy thật là buồn và thật là đáng sợ luôn. Những cái luân hồi rồi thì những cái sự gặp gỡ, những cái mộng ước rồi thì lại tan tành. Nói chung là không có trách được ai cái gì, mà chỉ trách được là do vô minh nên cứ luân hồi mãi thưa sư. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ, còn có 7 phút nữa thôi, con xin được dâng mic đến đạo tràng để xem ai có câu hỏi gì không, thì con xin dâng mic đến đạo tràng ạ. Dạ, con kính thưa sư, giờ đạo tràng cũng không thấy còn ai giơ tay nữa, mà còn có 5 phút nữa là hết giờ, thì con kính xin sư cho con được tranh thủ hỏi thêm một câu nữa để cho đạo tràng cùng nghe.
Tại vừa rồi thì Ngài nói là mình là tu tập á, mà có sức mạnh về cái tu tập lãnh lực mạnh á, thì nó sẽ những cái ác nghiệp nó sẽ không thể chạy theo kịp được, thì khi đó ta sẽ có thể giải thoát được mọi cái sự khổ như vậy. Thì con kính mong sư chia sẻ thêm cho con một điều là mình sẽ tu tập như thế nào để mà cho cuộc sống được như những cái vị mà mình có niềm tin tuyệt đối như vậy, để mà mình thoát được khỏi cái sự khổ này. Đã con xin dâng nách đến Ngài, mong Ngài chia sẻ thêm cho con một chút ạ.